Nay sếp có chuyện gì vui mà tươi như hoa vậy sếp? Phải tươi chứ. Hôm nay bạn gái em tới rước. Mà điều đặc biệt á là bạn gái anh tự lái xe hơi tới rước anh luôn. Ồ, bạn gái tới rước luôn. Lấy bằng B2 rồi nha. Ồ. Ngon không? Anh phải chờ bạn gái anh bước xuống mời anh lên xe anh mới lên. Mình là đàn ông phải giữ cái giá của mình, hiểu không? Vậy? Hả? Đi ăn thế gì? Ủa? Sếp? Hay bạn gái sếp á hả? Hả? Con trai hơn gái gì sếp? Ê, hỏi gì vậy hả? Mặt về quen trai hả? Không có, tại thấy bạn gái của sếp... Ê, có nhiều quá, đi về đi. Về sếp. Em đi. Dạ. Thiếu gia này em sợ mất mặt hả? Trời, giỡn hoài có đâu mất mặt. Nè, nhưng mà cho góp với nhẹ cái được không? Sao vậy? Nãy anh em nó có nói là hơi cứng. Cứng thiệt nha. À, với lại trời, đi chiếc xe màu cam của anh, mặc luôn áo màu cam nữa, nhìn bị chổi quá. Ôi gì đâu, cứng vậy mới làm được nhiều chuyện. Với lại thật sự á, cái áo này nó chỉ hợp với là mấy xe rác thôi, hiểu không? Giờ anh sao? Nãy em làm nhiều chuyện quá, quên thay đồ được không? Đi, về. Thôi, bạn gái anh muốn là được à? Nhưng mà đưa chìa khóa đây. Cái gì vậy? Anh chạy. Điền á, để em chạy cho. Ổn không? Được, yên tâm đi, em sao hết. Chân trái là thắng, chân phải là ga đúng không? Nhớ hết, đi. Ok. Alo? Mai hả? Bà đang ở đâu đó? Bên đâu xin thứ thiệt á, giả mạo công ty mình, rồi bày trò quấy rối khách hàng kia kìa. Nãy giờ hả, khách gọi đòi kiện cáo từ lưa luôn nè. Bên mình có bằng chứng gì không vậy? Tạm thời thì chưa có. Mà chưa hết đâu nha. Bên đó hả, còn kiếm đủ trò bôi xấu mình, rồi phá giá nữa. Tóm lại bà về đây liền đi. Bên người ta đã làm tới mức như vậy rồi thì về làm gì nữa. Tôi đi hẹn hò nha, bye bye. Gì vậy? Bà sốc quá rồi, bà khùng luôn hả? Không hiểu luôn á. Mai, anh nghĩ ra được một vài cách nè, để đối phó là cái bên công ty Ocean thứ thiệt. Em xem đi. Mai, tôi cũng mới nghĩ ra được vài cách, tôi nghĩ là sẽ hiệu quả trong thời gian sắp tới. Anh đưa cho Mai coi thử đi. Hay quá. Nè, Mai coi đi em. Mai. Mai. Em sao vậy? Hai người kêu em hả? Lên. Tôi biết là hiện tại bà đang rất là ức chế bởi vì bị người ta phá nhiều. Nhưng mà làm gì làm, dù sao cũng còn anh Trí nè, còn tôi, mình cùng nhau giải quyết. Bà đừng có bỏ cuộc được không? Ủa? Đúng rồi á. Giữa cái lúc không khí đang rối tung rối mù lên nè, mọi thứ đều căng thẳng. Và em giải quyết cái cách khủng hoảng của em nó nhẹ nhàng, nó bình thản lắm. Em, hay là định hủy diệt luôn công ty này, không làm nữa đúng không? Ủa hai người bị cái gì vậy? Sao cứ càm ràm với em hoài vậy? Em cũng đang nghĩ cách nè. Thôi, nghĩ cách của bà là bây giờ bà coi ba có phải găng tơ. À tôi hiểu rồi, có nghĩa là bà muốn nhờ găng tơ qua bên công ty Ocean thứ thiệt để làm điệp viên. Hay là bà muốn nhờ ông chủ cà phê? Nhờ khứa nó làm gì? Nó không làm được gì hết á. Bất tài vô dụng lắm. Tối ngày đi pha cà phê không à. Ủa anh cũng có coi nữa hả? Trời, xem kỹ lắm á. Coi bà kìa. Thôi hai người đừng nói nữa được không? Để cho em yên đi. Bà có cách, anh cũng có cách, thì em cũng có cách. Dạ dạ. Dạ em xin lỗi chị. Chị thông cảm nha, có gì để bên em cố gắng sắp xếp chị nha. Dạ dạ em cảm ơn chị. À, dạ alo ạ.
Dạ chị, hiện tại á, nhân viên bên em đang sắp xếp à, chắc là em hẹn lại cho chị ngày mai nha chị nha. À, dạ em mong chị thông cảm, tại gần đây bên em có chương trình khuyến mãi á, cho nên là khách đông quá, tụi em đang cố gắng sắp xếp á chị. Gì vậy hả? Thật cúp máy trước khách hàng, làm chăm sóc khách hàng mà vậy đó hả? Nghỉ luôn đi. Em không làm nữa đâu, chị trả lương cho em đi. Nghĩ sao mà hai ngày nay khách toàn gọi điện lên đòi tiền rồi đòi kiện các thứ. Tiền thì công ty không trả, sếp cũng không ra mặt. Em không muốn làm nữa đâu. Ê ê, thôi, bình tĩnh nha. Thôi bình tĩnh, chị xin lỗi nha. Tại vì biết sao không, chị cũng đang stress á, cho nên là chị hơi lớn tiếng một xíu. Đừng giận chị nha. Em cứ yên tâm làm tiếp đi. Lương lậu gì á thì sếp sẽ trả đầy đủ cho em mà ha. Nay mai gì á, nhân viên của mình nhiều lên, không bị trễ hạn với khách nữa ha. Em không biết đâu. Mấy bữa nay họ chục khách VIP gọi lên họ đòi gặp sếp. Chị mà không sắp xếp hả, người ta kiện đó. Vậy hả? Toàn khách cũ của Ocean Quốc Dân không? Vậy cho chị coi danh sách đi ha. Nè chị coi đi. Này toàn là chủ doanh nghiệp lớn không mà, mình không bỏ được. Em yên tâm vô làm đi ha. Chị nói chuyện với sếp một chút ha. Alo, dạ sếp hả sếp? Khách hàng đòi gặp sếp quá trời luôn á. Dạ, sếp coi. Dạ, dạ, để em sắp xếp nha sếp. Dạ, em chào sếp. Anh đã gọi nhà báo rồi, họ sẽ tới và đưa thông tin về việc làm bê bối của công ty Thứ Thiệt này. Có chắc là chủ công ty Ocean Thứ Thiệt sẽ tới không? Yên tâm đi, tôi đã mua chuột của nhỏ nhân viên rồi. Nó nói với tôi chắc chắn ngày hôm nay chủ nhà sẽ tới để gặp sếp giải quyết bồi thường hợp đồng. Giờ này mới tới. Kẹt xe quá chị, kẹt xe. Ủa, mà ông biết ông đang diễn vai gì không? Vai sếp đó. Mặc đồ gì như đi chơi vậy? Chết, em quên. Để em ra Adam sẽ to em lấy bộ vest. Thôi được rồi, chuẩn bị trước hết rồi, chuẩn bị bộ vest trển á. Trời ơi, mà làm ơn diễn cái diễn thật giùm tôi cái nha, đừng diễn giả giùm tôi nha. Chị yên tâm đi, em đi đóng phim rồi đó chị. Để em hỏi vai sếp cho chị coi. Thôi, làm ơn. Làm ơn giùm cái, đi lên thoại cho nhỏ nhân viên của tôi nó duyệt được rồi ha. Tôi khỏi cần. Trời ơi, nhanh đi. Dạ, dạ. Người ta sắp tới rồi. Alo. Trời chị ơi, chị mướn thằng này á, nó diễn được không chị? Trời đất ơi, nó mà diễn không được hư bột hư đường em hết làm sao. Rồi, để em liệu em làm. Nếu không được thì em đại diện công ty, em quỳ lại người ta chứ biết sao giờ. Vậy nha. Ô xin Thứ Thiệt bùng nổ khuyến mại cực khủng. Công ty này sắp nổ banh xác rồi đó. Vậy là sếp của công ty Ocean Thứ Thiệt cũng không xuất đầu đầu gì.
Vậy là cuối cùng giám đốc của công ty Ô Xin Thứ Thiệt này là ai? Muốn biết giám đốc là ai, chờ coi tập tiếp theo. Ôi da. Còn lâu. Vậy giờ tiếp theo là cái gì nữa nè? Đi về. Ừ, đi về chứ làm sao. Ôi da.